vừa trải nghiệm xong cái liệu trình HIFU, máy công nghệ mới nhất Ultra. Đó. Sau hơn một tiếng chạy máy hai bên thì mặt của mình nó đã gọn đi rất là nhiều và nó căng gần như là hết tất cả các cái rãnh mũi má. Đấy, cái máy này đặc biệt là nó chạy cái tần số nó rất là sâu nha. Với lại cái liệu trình này thì cái cơ mặt của chúng ta nó sẽ trẻ ra rất là nhiều tuổi. Đợi, mình làm tại Arena 42 Lê Đại Hành. Đây, mọi người có thể đến đây để được tư vấn công nghệ này mới nhất nhé. Gửi tình trạng da để được bác sĩ tư vấn 11.